Kính thưa anh chị em nhân loại quý mến, đây là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội cho tất cả nhân loại chúng ta. Và hình ảnh này đã xảy ra cách nay hơn 2.000 năm về trước. Và ngày hôm nay, 15 tây tháng 11 năm 2012, tôi cần thông báo cho tất cả nhân loại được biết về việc Thiên Chúa Giêsu sẽ trở lại một lần nữa để cứu rỗi cho tất cả nhân loại, những ai thật tâm sám hối. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, tận thế sắp xảy ra để cứu rỗi cho những ai thực sự ăn năn sám hối. Tuy nhiên hiện tại nhân loại chúng ta đã và đang khoác khoải vì tội lỗi của chính chúng ta gây ra. Đồng bào cũng biết là hiện tại khắp thế giới bao nhiêu sự tranh chấp, bon chen để mà lo đong đầy những túi tham không đáy của nhân loại chúng ta. Nhân loại chúng ta thông thường qua đời sống của chúng ta hay mắc phải những tật xấu, tham sân si, để rồi gây ra những đống rác tội ác vô cùng khủng khiếp. Và vì túi tham không đáy, tham sân si của nhân loại chúng ta, và chúng ta hầu hết đã bị chôn vùi bởi những đống rác vô cùng khủng khiếp, ghê rợn. Nói cho cùng, đa số nhân loại chúng ta sống đời sống chẳng khác nào đã và đang bới móc từ trong những đống rác tội lỗi, tội ác, tham sân si do chính chúng ta gây ra. Và rồi chúng ta không thể giải quyết được vì khả năng con người của chúng ta rất là giới hạn. Kính thưa đồng bào nhân loại quý mến, làm sao chúng ta mới có thể được cứu rỗi khi cơ tận diệt mà nhân loại bảo là ngày tận thế? Làm sao chúng ta có thể được cứu rỗi
trong khi hầu hết chúng ta đã và đang quên lãng vì những đống rác khủng khiếp mà nhân loại chúng ta đã gây ra và đã và đang chôn vùi nhân loại chúng ta dưới những đống rác tham sân si. Kính thưa anh chị em thương mến, không còn cách nào khác là chúng ta hãy sốt sắng quét dọn những đống rác trong tâm hồn, trong bản thể và trong lối suy nghĩ cũng như việc làm thường ngày của mỗi chúng ta, là hãy cố gắng từ bỏ những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được, đó là từ bỏ tham sân si. Kính thưa anh chị em thân mến, tôi là một y liền sư và là một lương y. Tôi làm việc có dẫn chứng. Thành ra đồng bào hãy an tâm theo dõi những bài tường trình có chứng minh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại vào thời mạt kiếp này. Để khi chúng ta biết được tường tận và an tâm nhập cuộc cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nhắc nhở cho tất cả anh chị em nhân loại khắp năm châu được biết những cảnh cáo và cảnh báo của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là Cha của tất cả chúng ta đã và đang cảnh báo và cảnh cáo chúng ta. Kính thưa anh chị em thương mến, xin phép cho tôi được một khoảng thời gian ngắn trình bày riêng về dân tộc Việt chúng ta cần phải làm gì trước sự kêu gọi vô cùng đặc biệt và vĩ đại mà ân sủng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ưu ái ban cho dân tộc Việt chúng ta biết trước. Kính thưa anh chị em quý mến, vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, sau khi cầu nguyện cùng đồng bào ở tại Boza, giữa nơi công cộng, thì chúng ta chụp được hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây, kết tụ bởi
oxygen. Đây là hình ảnh tôi ôm ảnh trường thánh giá. Này đây, cầu nguyện ngày hôm đó. Sau 7 phút cầu nguyện, chúng tôi ngẩng mặt lên, lên trời, lên mây. Thì thưa đồng bào, thương mến, khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra. Đồng bào có thể dùng cặp mắt tâm linh của mình để theo dõi trong lúc tôi trình bày cùng đồng bào. Đây ánh mắt của Chúa Giêsu, và đây là mũ gai mà nhân loại đã chế giễu Ngài, đội lên đầu Ngài, và đây là mũi của Ngài đã bị đánh, sưng mũi, mắt của Ngài đã bị đánh rớm máu và chảy máu xuống gò má, và môi miệng của Ngài đã bị rách môi vì bị tra tấn và đánh đập. Đây khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra, và đây là vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời. Mặt trời ở đây. Thưa đồng bào quý mến, hình ảnh này tôi chụp trước, sau đó tôi nhờ một bằng hữu của chúng ta chụp hình ảnh này, trong đó có tôi đang đứng ôm ảnh tượng thánh giá cầu nguyện. Thì khi đồng bào di chuyển hình ảnh này về hướng này, thì chúng ta sẽ thấy khuôn mặt này, tức là khuôn mặt này, thời gian chụp được cách nhau trong vòng 2 phút. Kính thưa đồng bào thương mến, hình ảnh này nói lên càn khôn sẽ chuyển mình, mặt trời sẽ nổ tung một lần nữa, nổ mạnh, và sức nóng của mặt trời sẽ đi vào quả địa cầu, và lúc đó chỉ có Thiên Chúa Giêsu mới có thể cứu được chúng ta và nhân loại. Kính thưa anh chị em quý mến, tsunami sẽ cao, nước cao hàng cây số, nước dâng cao tới mây. Lúc đó hàng tỷ người trên thế giới sẽ bị thiệt mạng. Ngày hôm đó, sau khi chúng tôi chụp được hình đó, thì chúng tôi chụp thêm một số hình nữa. Thì đây là hình ảnh mà chúng tôi đã chụp được. Đây là hình ảnh Chúa Giêsu nơi đây.
và Chúa Thánh Thần giăng hai tay nơi đây và đang đạp lên đầu quỷ mãng xà. Đầu quỷ mãng xà ngay đây, quỷ mãng xà từ đây hình con rắn chắc chắc xa xuống quả địa cầu. Quỷ mãng xà đó chính là thiên thần Lucifer đã phạm tội kiêu ngạo và đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng, chúng xa xuống quả địa cầu hằng hà xa số và biến thành quỷ sa tăng. Mình mẩy hắn đây và đầu hắn thì nơi đây. Để cám dỗ và bắt những linh hồn yếu đuối tham sân si. Những linh hồn tham sân si là những linh hồn sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ. Mà hiện tại trong đời sống nhân loại chúng ta có rất nhiều người đã và đang bị bệnh tham sân si bắt làm nô lệ. Và giờ đây tôi xin xây về hướng này. Đây là một màu gốc chụp ra như thế nào để y chang như vậy. Và tôi chiêm nghiệm qua ân điển của Thượng Đế ban cho thì tôi nhận diện được. Thành ra tôi cần phải trình bày cho nhân loại được biết. Vì Cha Trời Thượng Đế toàn năng bảo tôi phải làm như thế. Và tôi làm màu đậm hơn để cho bá tánh nhận diện dễ dàng hơn phần nào. Thì hình ảnh tôi làm đậm hơn để đồng bào nhân loại có thể nhìn thấy là như thế này. Nhớ một lần nữa, hình ảnh này tôi chỉ làm đậm hơn. Hình ảnh này là hình ảnh này màu nguyên thủy. Đồng bào coi cho kỹ trước khi tôi xây trở lại. Kính thưa đồng bào, thưa mến, chúng ta thấy gì đây? Chúng ta thấy mặt Thiên Chúa Giêsu đây, mắt, mũi, miệng Ngài đây, Chúa Thánh Thần ở đây, đạp lên đầu quỷ mãng xà. Quỷ mãng xà là hình con rắn giết chắc. Con rắn mãng xà mà quỷ mà khi xuống qua địa cầu, hắn biến hình mình, hắn thành người ta, mình hắn đây và đầu lâu của hắn ngay đây. Đồng bào để ý coi cho rõ, đầu lâu của hắn đây, mắt của hắn đây, đầu hắn ngay đây và luôn luôn lúc nào cũng rình rập nhân loại chúng ta để cướp mất linh hồn chúng ta. Nếu hắn, chúng nó, bọn quỷ dữ có dịp, tức là nếu chúng ta cho chúng nó cơ hội. Và đồng bào hãy cẩn trọng, vì quỷ sa tăng có rất nhiều quyền năng. Chúng chỉ thua Cha Trời của chúng ta một phép mà thôi. Đó là chúng không thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ngoài ra, chúng có tất cả những phép tắc, ngoại trừ chúng không có phép quyền năng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi nói đến sự sống đời đời, tức là sống vĩnh cửu, tiến hóa để tồn tại cùng càn khôn. Sự tiến hóa là sự vô cùng
quý báu, vui mừng cho sự sống, của sự sống, tiến hóa, học hỏi để tồn tại cùng càn khôn mãi mãi. Phép lạ đó, quyền năng đó chỉ có cha chúng ta mới có, tức là Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Còn quỷ dữ, quỷ sa tăng, chúng nó chỉ có quyền năng tạm bợ, lọc lừa, gian xảo, tham sân si nhất thời, và chúng nó luôn luôn sống trong bóng tối ác độc, và chúng nó sẽ sống ở những nơi không bình an và đau khổ vì tham sân si hung dữ ác độc, và chúng nó không bao giờ có sự sống đời đời. Kính thưa đồng bào quý mến, đó là hình ảnh mà tôi chụp được ngày 29 tháng 8 năm 2009. Rồi tiếp theo đồng bào nhìn hình ảnh này đây. Đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong từ cổ chí kim, những chiến sĩ hy sinh nơi chiến trường. Họ là những anh hùng, họ đã hy sinh cho nhân loại để học hỏi, để được sống. Sự hy sinh của họ vô cùng quý giá, và tất cả họ được Cha Trời Thượng Đế toàn năng đem về nơi thanh thản nghỉ ngơi và làm việc cùng Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Họ đã hiện ra trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào ở tại Freedom Park, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster. Những anh hùng chiến sĩ này hiện ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2010. Đồng bào để ý, đây là những chiếc nón của những chiến sĩ. Đây là nửa khuôn mặt của chiến sĩ. Đây là mắt, mũi bom đạn đã làm gãy mũi của chiến sĩ, da thì bị cháy. Miệng môi thì bị sưng sức tát môi, da bị cháy chảy ở đây, và cổ áo đây, da thịt cũng bị cháy. Tôi đang tới gần nữa để đồng bào có thể nhận diện được phần nào. Hình gốc là tôi chụp hướng như thế này. Đồng bào thấy đây là hai lá cờ ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Còn đây là ảnh tượng đánh giá này đây. Chúng tôi đang ôm ảnh tượng đánh giá cầu nguyện. Khi đem về nhà, tôi upload vào Internet, computer, và tôi thấy có những hình ảnh lạ. Tôi nhận diện được đây là khuôn mặt
của chiến sĩ ngay tức khắc. Và khi tôi chuyển về hướng này thì thấy càng rõ hơn. Kính thưa đồng bào quý mến, kính thưa đồng bào quý mến, tiếp theo trước khi tôi trình bày hình ảnh, một vài hình ảnh vô cùng đặc biệt để cho tất cả chúng ta cùng nhau học hỏi, tôi cần chia sẻ hình ảnh này để cho đồng bào nhận diện phần nào rõ ràng hơn. Đây là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu mà tôi vừa trình bày. Hình ảnh này, tức là hình ảnh này đồng bào đã biết rồi. Tuy nhiên tôi làm màu đậm hơn để cho chúng ta có thể nhận diện rõ ràng hơn phần nào chi tiết. Mặt trời đứng giữa nơi đây, và đây là vòng cầu ngũ sắc, lời giao ước của Thiên Thượng, Thượng Đế là Chúa Cha toàn năng đó, sẽ cứu rỗi nhân loại. Và đây là khuôn mặt Chúa Giêsu. Đồng bào lý cho kỹ mắt, ánh mắt của Ngài này. Ánh mắt của Ngài đã bị nhân loại đánh chảy máu mắt, mà thấy máu chảy ra. Mũi của Ngài thì bị dập sưng luôn, mũi sưng. Và môi miệng của Ngài này bị rách. Những kẻ tham sân si đã đánh đập tra tấn Ngài trước khi chúng đóng đinh Ngài. Nói đến đây, chúng ta hãy để ý là mỗi khi chúng ta đời sống hàng ngày, chúng ta khi chúng ta làm bất cứ việc gì với trạng thái tham sân si, thì một lần nữa chúng ta đã và đang đánh đập và tra tấn Thiên Chúa Giêsu. Đồng bào hãy để ý điều đó. Tiếp theo, đúng một năm sau, sau khi Thiên Chúa Giêsu hiện ra, đúng một năm sau khi tôi cầu nguyện, thì chuyện gì xảy ra? Sư tử nhà Chúa hiện ra trên mây. Thưa anh chị em thương mến, hình ảnh này tôi làm background đậm hơn để cho chúng ta, những ai mắt yếu có thể nhìn thấy rõ hơn. Tuy nhiên hình gốc thì cũng rõ lắm, cái màu gốc cũng rất là rõ ràng. Tôi cần trình bày cho đồng bào coi. Đây là sư tử cha, mũi miệng nơi đây, mắt nơi đây, cái đầu nơi đây, đầu sư tử cha đây. Đầu sư tử cha nơi đây, mình đây, và chân đây. Và sư tử con thì nơi đây, lưỡi nơi đây, miệng nơi đây, há miệng, cái đầu nơi đây, và cái đuôi nơi đây, và chân thì nơi đây. Thêm một sư tử con nữa là đầu ở hướng này, đuôi ở hướng này, và chân ở hướng này. Ba cha con sư tử nhà Chúa hiện ra, bay ngang qua mặt trời. Trong lúc gia đình chúng tôi cầu nguyện sau sân nhà chúng tôi để
kỷ niệm ngày đúng một năm Thiên Chúa Giêsu hiện ra. Và chúng tôi khẩn xin Thiên Chúa là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là Thiên Thượng, là Cha chung của tất cả, hiện ra những điềm lạ trên mây để chúng tôi nhận diện, học hỏi và đồng thời thông báo cho nhân loại được biết theo mệnh lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và Ngài đã chấp nhận, và Ngài đã hiện ra hình ảnh này. Phần này trong sách Khải Huyền có nói về sư tử nhà Giu-đa, tức là Thiên Chúa Giêsu sẽ hiện ra với dốc ván sư tử nhà Giu-đa. Hình ảnh này vô cùng đặc biệt. Có dịp những ai có sách Kinh Thánh nên xem kỹ về phần này, và những ai chưa biết đến Kinh Thánh về phần này cũng như những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì hãy mau mau sốt sắng học hỏi từ những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu để được hiểu biết thêm, để được nhập tâm đồng hành cùng Thiên Chúa Giêsu là một cùng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa anh chị em thân mến, hình ảnh này chụp vào khoảng 9:30 AM, tức là buổi sáng. Và cùng ngày hôm đó, 29 tháng 8 năm 2010, vào khoảng 12:40 thì chúng tôi chụp được hình ảnh này khi tôi cùng đồng bào cầu nguyện ở tại tượng đài chiến sĩ Freedom, chiến sĩ Việt Mỹ. Chúng tôi chụp được hình ảnh sư tử nhà Chúa, mà kỳ này là hình ảnh sư tử Attack, tức là sư tử rồng để trừng trị quỷ sa tăng và trừng trị quỷ rô xanh, cũng như trừng trị những kẻ ác khi ngày tận diệt xảy ra. Đồng bào đi thấy rõ trong Kinh Thánh sách Khải Huyền có nói về sư tử này, miệng há miệng, móng vuốt đây mà bay, còn có 7 mắt 7 đầu, sẵn sàng tiêu diệt quỷ sa tăng, quỷ rô xanh và những kẻ ác khi cơ tận diệt xảy ra, tức là ngày tận thế, chu kỳ tận thế đó. Tôi làm background đậm hơn để đồng bào coi rõ hơn, tùy theo mỗi người. Đây là mặt trời, vậy tại vì tôi chụp vào lúc khoảng 12:40 trưa, đồng bào thấy rõ chưa? Kính thưa đồng bào thân mến, sách Khải Huyền có nói về phần này. Và thưa đồng bào, kế nữa, hình ảnh vô cùng khủng khiếp. Trước khi tôi cho đồng bào xem để học hỏi thì tôi cần trình bày hình ảnh. Đây là khuôn mặt chiến sĩ đây, hồi nãy tôi trình bày đấy. Đây là chụp một cái tấm khác thì nón đây. Đó, đồng bào coi đi. Đây nửa khuôn mặt của chiến sĩ, những chiếc nón lên đây, mắt ở đây, da bị chảy, mũi bị gãy, môi bị xích, và cổ áo đây.
thấy hình ảnh này, tức là hình ảnh này đấy, chụp cách nhau khoảng vài phút đồng hồ. Vâng, tiếp theo tôi cần cho đồng bào coi hình ảnh, một hình ảnh vô cùng khủng khiếp mà nhân loại đang đối diện và đang bị chúng cám dỗ, và đang và có rất nhiều nhân loại, đồng bào chúng ta, nhân loại chúng ta đang bị nó bắt làm nô lệ. Đó là hình ảnh quỷ Satan. Đồng bào để ý đây, mắt nó đây, mũi đây, miệng nó đây, và nó đang bắt những linh hồn tham sân si quy lị đó. Và nếu nó bắt vô thì xuống dưới này cũng quỷ dữ, dưới này nó cũng đớp luôn. Nhưng mà thấy nguyên một hình bay quỷ dữ như này nè, đầu lỗ tai này kia, mắt mũi này kia, rất là hung dữ. Mà cái thằng dữ nhất là thằng này, họ thấy nó há mắt nó nè, mũi miệng nó há miệng ra, nó hút những linh hồn tham sân si. Và đồng bào thấy còn cái trái trại gì, hai con mắt ở đây, tôi sẽ trình bày về phần này sau. Mà thấy gì vậy em? Và hình ảnh này còn nói lên hình ảnh tsunami sẽ xảy ra, mà tsunami này đó sẽ giết hàng tỷ người, tại vì nước sẽ dâng tới mây. Và trong hình ảnh này có nói điềm biết trước là tạo cộng, tại vì tạo cộng ở trong nói về một cái nhìn khác, là đây là bản đồ gần khu tạo cộng. Đây các bạn thấy không, đây là khu tạo cộng và Bắc Hàn, và đây là khu Nhật Bản, và đây là biển Đông. Việt Nam chúng ta thì ở phía dưới này. Sẽ có chiến tranh thay đổi, ở vùng Đông Nam Á. Hình ảnh này tôi chụp được ngày 1 tháng 1 năm 2011. Kính thưa đồng bào thân mến, vô cùng khủng khiếp. Khi chúng ta đối diện với sự việc này, chúng ta hãy chọn Thiên Chúa Giê-xu để được cứu rỗi và được vui mừng, an nhàn, thảnh thơi, sống thiện lành, đời đời kiếp kiếp. Hoặc là quỷ Satan sẽ bắt làm nô lệ. Thì tùy chúng ta chọn lựa, một là cùng Thiên Chúa Giê-xu để được sống đời đời, tiến hóa, tồn tại cùng càn khôn. Hoặc là nếu chọn với quỷ Satan tham sân si thì sẽ bị chúng nó bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp, đau khổ, sầu muộn, ghê tởm, rùng rợn, kinh hoàng, khủng khiếp. Kính thưa đồng bào quý mến, còn rất nhiều hình ảnh mà tôi đã chụp được do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra. Đồng bào có thể vào trang website đặc biệt
mà cha trời đã bảo tôi làm cho đồng bào nhân loại được chiêm ngưỡng để học hỏi ngõ hầu, dùng phương tiện để đồng hành cùng cha trời thượng đế toàn năng làm việc, góp phần cứu rỗi cho tất cả nhân loại. Đây là trang website faithgodjesuschrist.com và địa chỉ liên lạc với tôi và Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt, và nhất là chương trình Chuông Gọi Hồn Trình Diễn Thiên Thượng. Đây là địa chỉ. Chúng ta cần có một văn phòng thường xuyên mở cửa để tiếp đón bá tánh, để cùng nhau làm việc vĩ đại này. Đó là việc chuông gọi hồn trình diễn thiên thượng và việc làm đồng hành để cứu nguy dân Việt. Kính thưa đồng bào thân mến, tiếp theo tôi cần chia sẻ hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra trong lúc tôi làm việc cùng đồng bào. Đồng bào để ý, đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra với dáng ông rồng và bà phụng, kết tụ bởi tinh khiết oxygen, đã hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010 dương lịch ở tại Freedom Park, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào có thể nhận diện, đây là ông rồng, mắt ông đây, miệng ông đây, đầu ông đây tròn quay, và cái lưng, cái mình ông đây là rất là khỏe mạnh. Cái chân ông đây, ông bay từ đỉnh cao xuống. Còn bà phụng việc chúng ta thì lúc nào cũng ở gần ở dưới này để mà lo lắng cho con cháu chắc của bà. Đồng bào thấy đi, đầu đây, mình đây, cánh đây và đuôi ở đây, đây là pure oxygen. Con cháu bà thì đông lắm ở dưới trần thế đây. Đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt cho dân tộc Việt chúng ta. Ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra nhắc nhở về ngày tận diệt sắp xảy ra, và ông bà hiện ra để nhắc nhở cho biết là việc làm mà tôi đang làm là việc làm do ông bà tổ tiên Việt chúng ta cầu bầu cùng cha trời thượng đế toàn năng ban cho. Và cha trời thượng đế toàn năng đã chấp thuận, chấp nhận lời cầu khẩn của ông bà tổ tiên chúng ta. Và cha trời thượng đế toàn năng đã cho tôi giáng lâm tái thế kỳ này để đồng hành cùng đồng bào làm việc chuông gọi hồn trình diễn thiên thượng và việc làm hội đồng cứu nguy dân Việt. Kính thưa đồng bào thân mến, đó chỉ là một số những phép lạ hình ảnh mà tôi vừa trình bày. Tuy nhiên, đồng bào hãy vào
trang website này để xem xét đầy đủ chi tiết hơn, và đồng thời hãy vào Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt trên YouTube để xem xét, học hỏi thêm. Kính thưa đồng bào dân Việt quý mến, chúng ta có bổn phận thông báo tất cả những phép lạ tin mừng vừa rồi mà tôi trình bày cho đồng bào được rõ. Tất cả những phép lạ đó cần được thông báo cho tất cả nhân loại được biết, ngõ hầu chính họ tỏ lòng sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để cùng nhau nhắc nhở cho tất cả chúng ta là nhân loại cần sám hối gấp. Ngõ hầu nhiều người được cứu rỗi. Kính thưa anh chị em dân Việt quý mến, nói riêng về việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt vừa rồi, những phép lạ tôi trình bày đó là những phương tiện, những phương cách, và nói về chiến tranh thì đó là những vũ khí tốt nhất để chúng ta giành lại quyền tự do, tự quyết, công bình bác ái, thiện lành nhân bản của dân Việt chúng ta. Và đương nhiên vì danh dự của dân tộc và ông bà tổ tiên chúng ta, chúng ta hãy dùng tất cả những hình ảnh phép lạ đó để thông báo cho nhân loại được biết, thì nhân loại sẽ kính trọng và kính nể chúng ta qua những việc làm đó, thì họ sẽ không dám xúc phạm đến dân tộc và đất nước chúng ta. Và đồng thời nhờ những phép lạ của Cha Trời ban cho mà tôi vừa trình bày, để họ có thể có dịp, cũng như chính chúng ta, dân Việt chúng ta có dịp lập công chuộc tội, để khi mà ngày tận thế xảy ra thì nhiều người sẽ được hưởng sự cứu rỗi đời đời kiếp kiếp, và sẽ được nhiều phần thưởng vô cùng quý báu mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã có sẵn cho chúng ta nhân loại. Cha Trời đã có sẵn phần thưởng cho chúng ta ở nước thiên đàng. Thưa anh chị em thân mến, vì thế tôi kêu gọi tất cả đồng bào hãy cùng tôi nhập cuộc, đồng hành làm việc, chuông gọi hồn trình diện thiên thượng và việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt gấp. Tất cả chúng ta hãy sốt sắng thi hành gấp. Chúng ta chỉ cần thông báo cho tất cả những người được biết về những phép lạ mà tôi vừa trình bày cho đồng bào. Đồng bào có thể lên trang website mà tôi vừa trình bày, facegodjesuschrist.com, và vào YouTube rồi đánh vào chữ Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt, hoặc là Hội đồng Cứu Nguy là đủ rồi. Tôi có trình bày một số vấn đề vô cùng quan trọng
mà tất cả nhân loại cần phải biết. Kính thưa anh chị em thân mến, chúng ta cần tập hợp lại để làm việc. Chúng ta hãy tận dụng bi trí dũng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho mỗi chúng ta. Những ai làm được điều gì tốt cho công việc, chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế và việc làm hội đồng cứu nguy dân Việt, thì hãy làm ngay, đừng chờ đợi, kẻo quý vị sẽ mất hồng ân của Cha Trời ban cho, hoặc là chắc chắn sẽ bị giảm những hồng ân mà Cha Trời đã dành sẵn cho dân tộc chúng ta. Vì căn nhà của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng lớn lắm, không có nhỏ nhoi như những túi tham không đáy của nhân loại. Đồng bào biết là 1 triệu trái đất nhập lại mới bằng mặt trời, mà thông thường 1 mặt trời so với những vì sao, 1 ngôi sao lớn trong càn khôn, thì những ngôi sao đó lớn hàng ức tỷ lần mặt trời, vĩ đại lắm. Căn nhà của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, của càn khôn lớn và vĩ đại và tuyệt vời vô cùng. Kính thưa anh chị em thân mến, trước khi tôi đi thẳng vào vấn đề làm sao để cứu dân Việt và đất nước Việt chúng ta, thêm một số chi tiết quan trọng thì tôi cần trình bày. Ô, đây là hình chiến sĩ một lần nữa nha. Về phần này, đồng bào thấy đây là hình ảnh tsunami sẽ xảy ra, nhiều người sẽ chết lắm đồng bào ơi. Tsunami của nước động đất, tsunami của mặt trời nổ, của vận hành càn khôn chuyển động, và tsunami của quỷ sa tăng sẽ nuốt chửng những linh hồn chối bỏ Thiên Chúa Giê-xu. Đồng bào thấy hình ảnh hiện ra trên mây quá khủng khiếp. Đó, coi đi, coi được suy gẫm. Kính thưa đồng bào thân mến, tôi cần nhắc nhở cho những người lãnh đạo ở đất nước Việt hiện tại bây giờ. Tôi cần nhắc nhở cho quý vị được rõ. Quý vị hãy sốt sắng tuyên bố, tức là chuẩn bị gấp rút tuyên bố publicly qua truyền thanh, truyền thông và cũng như ở tại Liên Hiệp Quốc, là quý vị trao trả quyền lãnh đạo dân tộc Việt và đất nước Việt do chính tôi, Thánh Giống, tái thế Minh Vương nước Việt và là vua nước Việt, cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước Việt chúng ta. Càng sớm càng tốt, gấp, vì ngày nào quý vị còn chậm trễ thì tội ác của quý vị sẽ càng chồng chất và rốt cùng, nếu quý vị vẫn cố chấp kiêu ngạo làm nghịch lệnh mà tôi vừa ban hành
thì chính quý vị và gia đình quý vị sẽ bị người dân trong nước nổi lên, nổi dậy, trừng trị quý vị đích đáng. Mà lúc đó tôi không thể can gián được, bởi vì tội ác của quý vị quá nặng nề, quá khủng khiếp đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta bấy lâu nay. Lời cảnh cáo này để nhắc nhở cho thế giới tự do quá trớn và thế giới cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại. Hai bọn này giống nhau, chỉ khác nhãn hiệu mà thôi. Và lời cảnh cáo vừa rồi là cho chúng nó luôn. Tôi nhấn mạnh cho rõ, tôi chính đây Thánh Giống tái thế Minh Vương và là vua của nước Việt. Vì lẽ đó, đồng bào hãy thông báo cho bằng hữu, gia đình mình, người thân của mình về việc mà tôi vừa trình bày. Đó là sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Vì tận thế sắp xảy ra, tận thế để ban thưởng cho những kẻ sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giê-xu, và tận thế để trừng trị những kẻ hung dữ ác độc và sống nghịch theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giê-xu. Kính thưa anh chị em thương mến, chúng ta có bổn phận đối với Cha Trời Thượng Đế toàn năng là Cha chung của chúng ta, và chúng ta có bổn phận đối với dân tộc và đất nước chúng ta, và chúng ta có bổn phận đối với toàn thể nhân loại chúng ta. Vì từ ngoài nhìn vào, quả địa cầu chỉ là một căn nhà. Tất cả nhân loại chúng ta đều là con cái của Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Hiện tại tôi cần ngân khoản để thông báo những sấm điển và hình ảnh phép lạ của Cha Trời Thượng Đế toàn năng đến cho nhân loại được biết. Chúng ta cần có chi phí trả cho đài truyền hình, trả cho truyền thông báo chí, cũng như tất cả các cơ quan truyền thông, truyền thanh báo chí phải có bổn phận nhập cuộc, chứ đừng để tôi kêu gọi mấy lâu nay, kêu gọi hoài mà quý vị đã và đang thờ ơ, cũng như những kẻ giàu có ngập mặt mà không tỏ thiện chí, sám hối, lập công chuộc tội. Các người cần phải nhập cuộc gấp để các người có dịp lập công chuộc tội. Một lần nữa, tôi thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng và của toàn thể đồng bào nhân loại quý mến của chúng ta. Tôi xin hẹn tái ngộ kỳ tới.
Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, đồng bào có thể đóng góp thiết thực bằng cách là thỉnh nhạc healing mà đồng bào vừa nghe, hoặc là những hình ảnh phép lạ mà tôi vừa trình bày, để tôi có thêm phương tiện làm việc chuông gọi hồn trình diện thiên thượng và việc làm đồng hành cúng nguy dân Việt cùng toàn thể đồng bào. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của đồng bào quý mến chúng ta.